làm sao để dẫn dắt được con. Số đông chúng ta hay cho rằng đến tuổi là các con bướng bỉnh, con không nghe lời, con hư. Và Hằng cũng đã từng có những cái suy nghĩ như vậy. Hằng đi tìm làm cách nào đó để hiểu con, để dẫn dắt được con. Và Hằng vô cùng may mắn đã biết đến một cái trí tuệ tuyệt vời của một ngành khoa học nghiên cứu về tâm lý con người. Và Hằng đã hiểu con hơn, biết cách dẫn dắt con hơn. Có 3 bước để dẫn dắt con. Bước thứ nhất là thấu hiểu, bước thứ hai là đồng hành, bước thứ ba là dẫn dắt. Nhưng số đông chúng ta chỉ làm cái bước thứ ba thôi. Con nghe lời, con làm theo mình thì mình mới vui và mình mới ghi nhận là con ngoan. Nhưng chúng ta không hiểu rằng chúng ta đã sai ở một bước nào đó, chúng ta đã thiếu một cái điều gì đó, nên con mới chưa nghe lời, mới chưa dẫn dắt được con tốt. Và con làm dẫn dắt thì chúng ta nghĩ rằng con ngoan. Nhưng chúng ta có tìm hiểu xem khi con làm, con có thực sự hào hứng với cái việc con làm hay không. Và chúng ta lấy cái kinh nghiệm 20 năm, 30 năm của chúng ta ra để chúng ta dạy con. Nhưng thực sự chúng ta đã là người có tư duy đúng hay chưa? Những cái cách dạy con của mình nó có hỗ trợ cho sự thành công của con hay không? Về cái suy nghĩ của bố mẹ và con cả có giống nhau được không các anh chị? Ví dụ như chúng ta hay so sánh con mình với con hàng xóm, với các bạn. Trong cái suy nghĩ của chúng ta thì nghĩ rằng đó là những cái lời nói để mong con tốt hơn. Nhưng con có thực sự cảm nhận được cái điều đó hay không? Hay là với trẻ nhỏ, số đông các con là đến trường để được gặp bạn bè, để được vui chơi. Còn số ít thì các con mới thực sự tập trung vào học tập. Nhưng bố mẹ thì lại chủ yếu là quan tâm đến điểm số của con. Và mỗi đứa trẻ nó đều giỏi ở một cái lĩnh vực nào đó. Nhưng số đông chúng ta thì cho rằng con phải học giỏi toán, con phải học giỏi văn mới là giỏi. Có những bạn giỏi môn toán, có bạn giỏi môn văn, có bạn thì giỏi môn đàn hát. Ví dụ như hôm nay con đi học về, con khoe với mẹ là mẹ ơi hôm nay con được 8 điểm. Bởi vì hôm trước con chỉ được 6 hay 7 thôi, thì hôm nay điểm 8 đã là con nỗ lực rồi, con cố gắng rồi. Nhưng mẹ lại nói rằng thế có ai được 10 không con? Và chúng ta không biết rằng con cũng rất là mong muốn học giỏi, mong muốn điểm cao. Số đông các cha mẹ không biết rằng cái câu nói đó lại làm tổn thương con rất là nhiều. Bởi vì con đã không được ghi nhận như người lớn chúng ta ấy, khi đi làm việc ở cơ quan mà chúng ta cũng đã cố gắng hết sức, cũng đã nỗ lực nhưng vẫn không được sếp ghi nhận, vẫn không được mọi người ghi nhận, thì chúng ta có còn hào hứng để làm việc nữa hay không? Và các con cũng y như vậy các anh chị. Con bị tổn thương bởi vì con thấy rằng mình không được bằng cái bạn đó, và con còn ghét luôn cả cái bạn đó. Một lời động viên của cha mẹ nó là một cái động lực vô cùng quan trọng các anh chị. Có một câu chuyện về ông Edison. Năm đó ông khoảng 7 tuổi. Một hôm thầy giáo đưa cho ông một lá thư, bảo mang về đưa cho bố mẹ. Và ông mang về đưa cho mẹ. Mẹ đọc lá thư rồi người mẹ khóc. Và cậu bé hỏi: "Mẹ ơi, thầy giáo viết gì vậy mẹ?" Và người mẹ trả lời là: "Thầy giáo viết rằng con là một thiên tài, nhà trường quá nhỏ bé, không đủ khả năng để dạy con." Và với một cái tấm lòng của người mẹ vĩ đại, người mẹ có trí tuệ, ông đã ở nhà mẹ dạy. Và bằng cái tình yêu thương và bằng cái sự kiên trì của người mẹ, ông đã trở thành một nhà phát minh vĩ đại trong thế kỷ 20. Ông chính là người phát minh ra bóng điện tròn sợi đốt, phát minh ra máy ghi âm, phát minh ra máy camera. Nhiều năm sau, người mẹ đã qua đời. Và một hôm, ông đi dọn dẹp và xem lại những cái kỷ vật. Ông đã nhìn thấy cái lá thư năm nào và ông tò mò dở ra đọc. Thầy giáo viết rằng con của ông bà là một đứa trẻ rối trí, tâm thần. Và ông đã khóc hàng giờ. Và người mẹ vĩ đại đã luôn yêu thương, tin tưởng con mình. Và bà đã biến những điều không thể thành có thể. Đây là một câu chuyện có thật. Nên các anh chị nếu đã biết về tiềm thức thì cái tiềm thức của mình nó chiếm đến 90% năng lượng thông tin. Nó chỉ thích những cái lời nói ở giọng thê ta, giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, chứ không thích giọng quát mắng. Và các anh chị thử nghĩ xem, những cái lần mà mình nói nhẹ nhàng và so với những cái lần mình quát mắng con, thì lần nào con ngoan ngoãn và nghe lời hơn? Chúng ta hãy kiên trì, kiên trì, kiên trì. Chúng ta hãy là những người cha, người mẹ thông thái, có tư duy đúng để thấu hiểu con, đồng hành cùng con, dẫn dắt con, hỗ trợ cho sự thành công của con. Nếu các anh chị thấy hay, có thể giúp Hằng chia sẻ cái video này để cho nhiều người biết đến những cái kiến thức khoa học này để chúng ta cùng ứng dụng để dẫn dắt con được tốt hơn. Chúng ta có một sức khỏe tốt hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Và cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức này nó có đầy đủ những cái bí kíp để chúng ta ứng dụng về mọi khía cạnh trong cuộc sống, về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Nếu các anh chị có mong muốn mình thấu hiểu con để dẫn dắt con tốt hơn, thì các anh chị có thể tham gia học tập cùng với Hằng. Nhấn vào link tham gia ở dưới avatar và follow Hằng để theo dõi những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn cả nhà.